Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của anh Tuấn tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai ha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình gồm có hai chạng. Thì một loại là 1,6 triệu và là bên trái em ha. Còn phía bên phải là loại này là 3 triệu nha cả nhà. 3 triệu một cây. Thì bên cái loại 1,6 triệu là có 70 cây ha. Thì hoành từ 22 tới 25. Còn cái loại 3 triệu là bao nhiêu cây anh? Là gần trên dưới 50 cây, là hoành từ 28 tới 30 nha cả nhà. Gốc to to không cả nhà thấy ha. Và thêm cái nữa thì như cô chú anh chị mình thấy cây nào cây nấy như cây thông Noel hết rồi. Phải nói là nó rất là đẹp luôn. Hàng này thì phải nói hàng rất là chuẩn ha. Ui rất là đẹp, rất là đạt luôn. Thì để em quay hàng lớn trước cho cô chú anh chị coi cho đã mắt ha. Thì những cái hàng này thì hiện tại nó đã vô nụ ngon lành hết rồi. Cũng tương đối khá ha. Thì cái này thì chỉ chờ chờ Tết thôi. Đúng. Thì như bên bên chủ nhà mình có cung cấp thông tin ha, thì cái bông là đa phần là bông giảo bự hết. Thì cũng nói thêm với cả nhà mình luôn, có những cái cô chú anh chị mình chưa có rành về mai mới chơi mai đó, thì với lại ít theo dõi cái kênh của em đó, thì hay hỏi là loại mai này là về giống mai gì. Thì nó là mai giảo nha cả nhà. Nó mai giảo con thì bông nó từ 5 tới 12 cánh, nhưng mà đa phần 8 12 cánh là nhiều ha. Cây phải nói là rất là đẹp luôn. Cao cái lô mà lô 3 triệu này nè, thì nó cao từ khoảng 2 mét đến 2 mét rưỡi nha cả nhà. Cái chặng 2 mét 2 thì nhiều ha. Nhưng như mấy cây này heo 2 mét rưỡi. Thì cô chú anh chị nào mà theo dõi cái kênh của em thường á thì thấy cái lô này nó hao hao giống như cái lô mà mai mà em quay ở Bình Phước á cả nhà. Lô mà 300 cây mà hoành từ 40 tới tới 90 á. Nuôi cái tàn rất là đẹp luôn. Mà thông ha, mà nó có chiều cao. Thì những cái hàng như thế này á thì cô chú anh chị mình mua đi bán lại á, là nó dễ hơn những cái hàng lùng ha. Thì cũng được nhiều cô chú anh chị mình chuộng chuộng lắm. Ví dụ như cả nhà mình thấy cái nhà nó to, nó lớn, mua hai cây, ví dụ cái tàn nó rộng thiệt rộng nhưng mà nó thiếu chiều cao, cái nhìn vô nó không có độ hoành tráng của cái cây nha. Thì những cái hàng có chiều cao như thế này thì mình để mình trưng này nọ thì thấy nó được có độ hoành tráng ha. Có trên dưới 50 cây nha cả nhà, cái giá show là 3 triệu một cây. Thì thấy cái giá này thì nó cũng rất là hợp lý. Hàng này hàng chậu chậu 70 cm ha. Hoành á thì đa phần nó dao động từ 20 27 28 29 30 ha. Nhưng mà nó cái hàng nhiều là khoảng 27 tới 29 ha, 30 cũng có và có nhiều khi có nhít hơn chút đỉnh nữa, nhưng mình tính 30 thôi. Một vài cây. Nụ nốt thì hiện tại nó vô nụ ngon lành hết rồi nha cả nhà. Cái này thì nhà vườn mới bấm đọt ha, bấm đọt như thế này á, cả nhà coi còn tàn lá um tùm nè. Thì bấm đọt này á, thì nó tầm khoảng 20 ngày nữa, nửa tháng tới 20 ngày nữa là cả nhà sẽ thấy nó lên nụ nút nó bự bự bành bành luôn ha. Khi mà mình bấm đọt cả nhà, với mình kết hợp với lại đi phân á, là cây mai chúng ta sẽ lên mụn nụ rất là mau luôn, trong vòng khoảng 20 ngày đổ lại là cái nụ nó bành kia luôn. Chủ yếu là nó có cái nụ nụ kim á cả nhà, chủ yếu có nụ kim thì cây mai chúng ta sẽ lên rất mau ha. Thì như cả nhà thấy những cái hàng trước mắt em là từ 2m2 tới 2m5 hết. Cái tay em giỏi lên nè. Thì nay không có người người mẫu thì em tự quay ha. Cả nhà thấy cái hàng rất là đẹp. Thì cô chú anh chị nào có cái hướng mà cần những cái hàng lớn này thì liên hệ nhà vườn ha. Nhà em thấy nụ nốt thì rất là đạt ha. Nụ nốt thì khá là ok luôn. Bạn cứu xung xê thế này nè. Rồi, kế tới là cái hàng nằm chỗ 6 ha. Chậu 6 thì từ 22 tới 25. Cả nhà mình thấy cái hàng này cũng rất là đẹp. Thì nó cũng cao từ 2 mét tới 2 mét 2 đó nha, 2 mét tới 2 mét 2 nhiều. À, cả nhà nhìn ngoài vô thì nhìn thấy nó ok đó. Tàn tố xum xuê. Nụ nút thì lúc này thì có những cái vườn thì nụ nó khá là lớn hay có những vườn nụ nó vừa, tùy theo cả nhà mình có nhu cầu đi mua mình đi cái hàng ở đâu á, đi đâu á thì mình lấy cái loại đó ha. Ví dụ mình đi cái vùng nào lạnh á, thì lấy cái loại nút nó bự hơn, còn đi cái vùng mà
đi cái vùng mà nóng quá thì mình lấy cái loại nó nụ vừa thôi, như thế này ha. Như thế này nè, mình đi cái vùng miền đông, đông nhiều, miền đông á thì nó đỡ lạnh ha, thì mình đi cái hàng đó nó hơi nóng ở trong miền tây nữa, mình đi cái hàng này thì nó mau nở. Còn cái hàng miền xứ lạnh thì hôm đó nay cũng có rất nhiều cô chú anh chị ở Tây Nguyên á, có điện về hỏi cái đám nào nụ to để đem ra ngoài đem trước. Chứ còn không á thì nếu như mà đi kiểu như đi Hà Nội á, thì nó dễ rồi, đi Hà Nội thì ở đây lặt bông lên trên xanh sẵn á, thì mình đem đi thôi. Nhưng mà cô chú anh chị mình muốn đem về ngoại thuần ha, đem về thuần khí hậu á, là nở, khi mà nở cái bông nó sẽ tươi nó đẹp hơn. Còn khi mà mình đã lên rồi mình đem ra ngoài thì tức như đương nhiên nó sẽ bị sốc sốc nhiệt ha, sốc nhiệt độ. Ví dụ như ở đây nó nóng, mình đem ra ngoài nó lạnh quá thì nó cũng dở ha. Rồi thì cái lô này là nó có 70 cây ha nha. Thì em xin nhắc lại ha, cái giá của nhà vườn mình là có gồm có hai loại, một loại 1,6 triệu với loại 3 triệu thôi, tổng cộng hai loại là 100 mấy chục cây. Nhiều cô chú anh chị mình có cái hướng lấy hết thì cũng thì nhà vườn sẽ để cái giá ok cho chúng ta ha, để giá hợp lý cho chúng ta mua đi bán lại. Hàng thì rất là đẹp như thế này đây, nhìn vô là phải nói là cũng nghiêng ha nha, nhìn bài bản nuôi kiểu như mình làm ít thôi nhưng mà chỉnh chu quá nha. Nhà vườn mình làm không nhiều nhưng mà rất là chỉnh chu, cây rất là ok luôn. Để em quay chân cành cho cả nhà mình xem chân cành ha. Thì đa phần những cái hàng mà may nguyên thủy ở cả nhà nó ít có đế, và cái may tàn này nè nó ít có đế. Còn những cái hàng hàng có đế nữa thì cái giá nó khác, nó là cái thuộc cái dạng may thế ha, thì cái giá nó khác. Cả nhà coi chân cành, gốc cành chà bá không, những cành lực vậy thì khi lật cái lá ra cái cây mình nhìn nó thông, nó đẹp lắm. Và đặc biệt cái lô này cái chiều cao nó có thì nó rất là tiện lợi cho những cô chú anh chị mình bán ở những khu mà nhà cao tầng hoặc là những khu nhà lớn lớn á, thì nó có chiều cao mà nhìn vô nó hoành tráng á. Còn những cái hàng mà nó hơi lùng lùng, nhưng mặc dù cái tàn nó rộng nhưng hơi lùng lùng vậy chứ nhìn không hoành tráng không, nụ nút thì ngon lành. Tỉa cây nào cây nấy cả nhà mình thấy y như cây thông Noel ha. Nhìn nhìn nó cũng đã đã mắt sao, rất là giống cái lô mà em đi quay ở Bình Phước á cả nhà. Nhìn cái nó thông mà nó có chiều cao, nhìn cái nó đẹp mắt ha. Thì cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Mỗi năm thì em cũng có quay cho nhà vườn của anh Tuấn ha, thì cũng được cô chú anh chị mình ủng hộ rất nhiều, tại vì rất là thích cái lô của bên nhà vườn mình nuôi cái chỗ cái đọt đó cả nhà, rất là chuẩn. Cả nhà mình để ý em quay ở Bình Lợi hoặc là ở Long An thì những cái cây mai nó tàn nó rất là đẹp ha, nhưng mà cái chiều cao nó không có, nuôi cái đọt không được. Nếu như mà nuôi đọt á, thì nó sẽ bị kiểu như nó bị tớp ở giữa, nó bị tớp một khoảng rồi nó lên cao, vẫn cao nha, vẫn cao được nhưng nó bị tớp khoảng ở giữa, nó không có thông ha. Còn ở đây á, thì mình về nhà vườn mình chăm ít có số ít á, cái mình chăm chút nó thì nó thông từ dưới lên trên luôn, nó có chiều cao mà nó thông từ dưới lên trên, chứ không thông thường là nó có cái bầu ở giữa. Cả nhà mình tưởng tượng được không, nó lên được, nó lên cái đọt nhưng mà cái khoảng giữa nó trống. Thì hôm rồi em có đi quay ở Bình Lợi có nhiều cô chú anh chị mình nói nuôi ở dưới đất nó hay bị cái tình trạng đó, nhưng mà lên chậu mình thường lại thì nuôi được vậy thì nó ngon rồi. Giờ cái đà vậy thì cô chú anh chị mình đem về trồng á thì nó sẽ được cái vườn y gan cái vườn của em quay ở Bình Phước cho cả nhà mình xem á. Nhìn nó rất là thông, nhìn nó rất là đã luôn ha. Thì cô chú anh chị nào mà muốn biết cái vườn đó ra làm sao thì mình lật lại cái bài đăng trên kênh của em á, gõ vô Lê Thảo Bonsai ha, cái mình bật lên mình coi là cái vườn y gan vậy luôn. Cả nhà mình có điều kiện kiện đem về trồng cái là sau này có khu vườn chơi tuyệt đẹp luôn ha, nhìn rất là thông. Coi vậy chứ cả nhà mình tìm khó ra cái vườn thứ hai được như thế này lắm ha, cái đọt rất là chuẩn luôn. Gốc cả nhà mình coi cái gốc em bợ cái tay cũng khá là to nha, cái hàng 3 triệu á, thì hoành từ 27 tới 30 ha, 27 thì ít, từ 28 tới 30 thì nhiều, đều tăm tắp luôn. Thì cái số lượng cũng ít thì nên em cũng quay tương đối cho cả nhà mình xem thôi. Nó có 70 cây cái hàng chậu 6 như thế này ha, 70 cây hàng chậu 6 thì khoảng gần 50 cái hàng chậu 7, là loại một loại 3 triệu với loại 3 triệu với loại 1,6 triệu á.
Rồi thì nói chung bên nhà vườn mình cũng ít ha, ít cây nên chắc em kết thúc cái clip tại đây. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhà vườn, số điện thoại em sẽ có để bên bên dưới phần tiêu đề á. Ví dụ mai vàng chơi Tết phần mấy á, thì cả nhà mình kế đó thì em có sẽ để số điện thoại. Thì còn cái nữa, ví dụ mình điện cho nhà vườn không được thì cứ alo trực tiếp chỗ em sẽ cung cấp lại cái số điện thoại cho cả nhà mình. Nhiều khi á, em những cái bài mà em mới đăng lên á, mới đăng lên là người ta điện nhiều, cái bắt đầu mình điện nó bị bận máy ha, máy bận, mình nói sao cho số điện thoại mình liên hệ không được. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.